Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Vicus cùng bà bếp nha. Hôm nay Vicus sẽ gửi tới cả nhà một món ăn với hương vị ngày xưa, hương vị đồng quê của các bạn. Đó là món bánh bò dừa nướng các bạn nha. Mà hôm nay mình sẽ làm bằng bánh bò dừa nướng bằng chảo các bạn nha. Rất tiện và ngon các bạn nha. Đó, với lớp vỏ giòn giòn, bên trong là bánh thơm nước cốt dừa nha. Cuối cùng là nhân dừa sợi, rất là ăn, rất là sực sực bạn, rất là ngon các bạn ơi. Rồi chúng ta cùng vào bếp nào. Ok, và nguyên liệu chúng ta sẽ có như sau. Là đầu tiên ta sẽ có nước cốt dừa là 150ml các bạn nha. Nước cốt dừa là béo, là tươi, xay sẽ ngon hơn các bạn nha. Rồi bột năng sẽ có là 150g cùng với 25g bột gạo. Và chúng ta sẽ xay lá dứa với nước để lấy khoảng 20ml nước cốt lá dứa các bạn nha. Cùng với nửa gram hoặc là 1g muối nè. Và nó sẽ có khoảng 2-3g bột đỏ các bạn, baking powder đó, và 2 quả trứng gà cùng với khoảng 20-25g đường các bạn nha. Đó mình sẽ chia ra, mình sẽ xay cho mình sẽ xào chung với cái dừa và dừa sợi đó là 50g các bạn nha. Rồi chúng ta bắt đầu làm nha. Đầu tiên chúng ta sẽ trộn cái hỗn hợp nước cốt dừa với nước cốt lá dứa lại. Sau đó mình sẽ trộn với phần bột nở nè, bột năng với bột gạo nha. Đó. Sau đó mình sẽ rây lại các bạn nha. Thì đường mình sẽ chia ra, mình sẽ cho phần đường chung với cái hỗn hợp lại luôn. Đó. Và sau đó mình sẽ cho 2 quả trứng gà vào, mình sẽ trộn chung. Mình sẽ rây lại nữa. Đó. Rồi sau đó mình sẽ để khoảng cỡ 5-10 phút nha. Ủ ra hỗn hợp nó mịn các bạn, để lát hồng mình sẽ áp chảo. Đó, mình sẽ chiên kiểu như nướng bằng chảo bằng nha. Ok, tiếp theo mình cũng sẽ đập 2 quả trứng gà, mình sẽ khuấy đều, mình sẽ trộn chung với hỗn hợp nước cốt dừa với nước cốt lá dứa bằng nha. Sau đó mình sẽ cho hỗn hợp bột năng và bột gạo bằng nha, mình sẽ khuấy đều lên. Ok, và cuối cùng mình sẽ cho hỗn hợp này qua rây để loại bỏ những cái lợn cỡ các bạn, để được hỗn hợp mịn nhất có thể nha. Để mình đổ sẽ đẹp hơn các bạn nha. Ok, và tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình xào cái dừa sợi chung với đường các bạn nha. Đó. Này phải dừa các bạn nên dùng dừa mà sợi dài dài sẽ ngon các bạn nha. Đó. Sẽ xào chung với cái phần đường. Đó. Sau đó mình sẽ bắt đầu mình làm cái phần bánh bằng chảo. Đó. Ok,
Ok, bây giờ bắt đầu làm bánh cho các bạn. Mình sẽ bắt đầu đổ bánh nha. Thì mình sẽ dùng dầu của bạn, mình dùng cọ, mình quét cái chảo mình. Nếu bạn nào có chảo chống dính thì càng tốt, còn nếu không thể dùng chảo thủng luôn nha, không quan trọng đâu. Tại vì mình sẽ dùng dầu của bạn, mình sẽ riêu lửa nhỏ, lát nó cũng sẽ tách cái phần vỏ khỏi cái chảo rồi. Sao hết nha. Mình sẽ bắt đầu mình mở lửa lên, mình sẽ hơ cái chảo này xung quanh cái viền các bạn, xung quanh cái hành chảo cho nóng đều bạn nha. Là lát mình đổ sẽ chín đều luôn, như đổ cái xè các bạn, nhưng mà sẽ dùng lửa nhỏ nha, không phải lửa lớn. Ok, và sau khoảng 1 đến 2 phút thì bánh đã chín, các bạn rất nhanh lẹ các bạn nha. Đó, thấy không? Mẹ không? Nó nổ bột khí rất là đẹp các bạn nha. Thì quan trọng nhất là lúc các bạn đổ bánh, các bạn phải dùng cái đồ phới, là phới trộn á, là dùng cái đồ mà để mình đánh trứng á, đánh cho nó nổi bột khí ra. Đánh càng mạnh thì bột khí lúc mình đổ xuống sẽ tạo cái màu rất là đẹp các bạn. Đó. Còn mình chỉ việc lấy cái phới hoặc là cái muỗng mình bao bì xung quanh đó, mình sẽ nảy cái bánh ra thôi. Đó. Ok, sau khi mình đã nảy được cái bánh ra rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần dừa đã xào với phần đường các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ lật cái bánh lại các bạn, gấp làm đôi. Đó. Rồi mình chỉ việc bỏ đĩa hình thức thôi các bạn, rất nhanh gọn các bạn ha. Đó, rất là ngon luôn các bạn ơi, mà rất là đẹp luôn nha. Ok, và đây hình ảnh các bạn xem, rất là nhiều bánh dừa, bánh bò dừa nha, nướng bằng chảo rất thơm ngon các bạn ơi, từng lớp bánh dần vào bên ngoài. Đó, mềm mịn bên trong và cùng với lớp nhân ăn sực sực dai dai đó, lớp dừa sợi hòa với đường các bạn ăn rất là ngọt ngọt béo luôn các bạn nha, ăn rất là ngọt làm miệng nha các bạn nha. Đó, rất là thơm luôn đó bạn ơi. Rồi rất nhanh gọn, chúng ta chỉ cần vài phút thôi là đã có bún đi bánh bò dừa rồi cả nhà ơi. Rồi cả nhà còn gì mà không vào bếp ngay nào, giúp cả nhà có nhiều phút đi thư giãn với món bánh này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.